Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2022, nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, trên địa bàn xã An Khánh đã xảy ra vụ cháy tiệm bách hóa khiến 3 người chết. Cụ thể, vào thời gian này, nhận được tin báo của người dân xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng tạp hóa ở ấp An Hưng, xã An Khánh do vợ chồng bà Bùi Thị Yến Sương, 33 tuổi ở phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ và tổ phòng cháy chữa cháy công an huyện Châu Thành phối hợp với người dân xung quanh tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn. Đồng thời thông báo cho đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Sa Đéc điều lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi. Tại thời điểm cháy xảy ra, trong tiệm tạp hóa của bà Sương có 6 người. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng công an và người dân đã đưa được 3 người, gồm vợ chồng và con trai của bà Sương thoát ra ngoài an toàn, thông qua cửa thoát hiểm. Riêng 3 người còn lại trong nhà, gồm Nguyễn Thanh Phương, Ngô Văn Lam và Hoàng Tuấn Anh, tất cả đều ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, chết tại hiện trường. Theo công an huyện Châu Thành, hậu quả của vụ hỏa hoạn, ngoài 3 người chết còn gây thiệt hại tài sản hơn 4 tỷ đồng. Sau khi nhận thông tin vụ cháy, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Tháp và huyện Châu Thành đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, động viên gia đình. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.